chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố Hưng Yên xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Những lớp học trong khu cách ly. Hưng Yên để mạnh chuẩn bị cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong công tác đảm bảo an toàn lao động. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân 3.123, được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ngày 8 tháng 5. Trường hợp này là bệnh nhân nữ 37 tuổi, ở thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu, huyện Khoai Châu, là F1 của bệnh nhân 3.123, ghi nhận ngày 7 tháng 5, ở thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh, huyện Khoai Châu. Bệnh nhân đã được cách ly ngày 8 tháng 5. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 5 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh. Như vậy, cho đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 27 bệnh nhân COVID-19, trong đó huyện Khoai Châu 13 bệnh nhân, thị xã Mỹ Hào 12 bệnh nhân, huyện Phù Cừ có 2 bệnh nhân. Để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tránh lây chéo trong khu cách ly tập trung, thị xã Mỹ Hào đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát các hoạt động trong khu vực. Tại các hành lang và các khu vực xung quanh khu cách ly đều có các mắt camera kết nối với màn hình trung tâm. Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng theo dõi, nắm bắt được hoạt động tại các khu phòng cách ly nhằm giám sát, xử lý kịp thời, không để xảy ra các hiện tượng mất an toàn, không đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, trong khu cách ly tập trung của thị xã Mỹ Hào tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Cơ sở 2 có gần 200 trường hợp F1. Hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ trong khu vực cách ly. Để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, các địa phương cùng các lực lượng chức năng thành phố Hưng Yên đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch với số tiền phạt gần 80 triệu đồng. Gần đây nhất vào tối ngày 15 tháng 5, lực lượng chức năng phường Hiến Nam đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 12 triệu đồng. Trước đó, các đơn vị địa phương thành phố Hưng Yên đã kiểm tra phát hiện và xử phạt 18 trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 36 triệu đồng. Một trường hợp kinh doanh dịch vụ không chấp hành quy định phòng chống dịch với số tiền xử phạt 15 triệu đồng. Xử phạt một cơ sở dịch vụ trò chơi điện tử với số tiền 15 triệu đồng. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, thành phố Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm thông điệp 5K, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên ghi nhận nhiều trường hợp F1 là các em học sinh. Khắc phục khó khăn, các em vừa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong khu cách ly, vừa tham gia đầy đủ các tiết học online với các bạn. Hãy vững tâm, vững tin, bình tĩnh. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với thầy trò mình và cả đất nước. Thay vì khóc lóc sợ sệt, thay vì nhớ nhà, hãy mở sách ra đọc, mở bài tập ra làm. Đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích. Lời nhắn nhủ của thầy giáo Lê Văn Bảy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Châu, gửi những học trò phải thực hiện cách ly tập trung. Mang theo sự quan tâm của gia đình và nhà trường, 3 giáo viên và 38 học sinh lớp 7A bắt đầu hành trình cách ly y tế. Trừ ngày đầu tiên nghỉ học, điều lệ sinh hoạt, việc học trực tuyến của các em diễn ra như bình thường. Một lớp học đặc biệt được tổ chức ngay trong khu cách ly. Ngoài những cái thời gian học theo khóa gói biểu của nhà trường thì em có cái tinh thần tự học, tự nghiên cứu bài và làm bài tập khi thầy cô giao. Ban giám hiệu nhà trường, các thầy các cô ở ngoài khu vực cách ly thường xuyên động viên, an ủi các em thông qua hệ thống như là Zalo. Chúng tôi cũng tiếp nhận những tài trợ và trực tiếp, tức là đến vùng cách ly để chuyển quà cho các em và các thầy các cô.
sau khi một học sinh lớp 10A6 có kết quả dương tính với COVID-19. 53 giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu được cách ly y tế theo quy định. Ngày 14 tháng 5, việc học trực tuyến của các em được thực hiện theo đúng kế hoạch. Vượt qua nỗi nhớ nhà, tâm trạng lo lắng về dịch bệnh, những khó khăn về cơ sở vật chất, cả thầy và trò đều nỗ lực để không bỏ qua bất cứ bài học nào. Ngày đầu vào thì cũng nhớ nhà, nhưng mà cũng may là có cô giáo ở đây nên là bọn em cũng đỡ hơn ạ. Được sự quan tâm của các thầy cô trong nhà trường thì ở đây bọn em vẫn ổn định và vẫn thực hiện kế hoạch của nhà trường và tuân thủ đúng nội quy cách ly để phòng chống dịch bệnh. Việc học của em thì nhà trường và các thầy cô vẫn đang rất là tạo điều kiện cho bọn em nên là việc học của bọn em vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, hiện nay các em học sinh trong khu cách ly tập trung đang không ngừng nỗ lực hoàn thành năm học 2020-2021, đảm bảo tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc lựa chọn môn thể thao phù hợp cũng được rất nhiều người quan tâm, trong đó phong trào đi bộ đang được nhiều người lựa chọn bởi đi bộ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và đảm bảo phòng dịch an toàn. Thay vì tập trung đông người tại sân bãi để chơi bóng chuyền, cầu lông hay bóng đá, ghi nhận tại một số khu vực ở thành phố Hưng Yên như Hồ Bán Nguyệt, Đào Cò và Quảng Trường, đã có nhiều người lựa chọn đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Việc đi bộ đều đặn mỗi ngày vừa giúp cơ thể lưu thông máu dễ dàng, hạ thấp huyết áp mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp. Nhà trường thì có chỉ định việc đeo khẩu trang thường xuyên khi ra ngoài. Em vẫn duy trì việc học tập và tập luyện thể thao. Những cái việc này giúp em nâng cao sức khỏe. Ngoài ra thì còn phòng chống dịch COVID-19. Em mong muốn là trường học sẽ tổ chức đi học trở lại và không phải học online và em có thể tập thể dục ở ngay tại trường. Tập luyện thể dục thể thao là phương pháp nâng cao sức khỏe, nhưng để luyện tập đạt được hiệu quả, mỗi người cũng cần tuân thủ các nguyên tắc trong phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có như vậy, vừa tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, vừa giúp bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tỉnh Hưng Yên đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Hiện tại các cấp các ngành tỉnh Hưng Yên đang tập trung tăng cường công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, xây dựng kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử, có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho công tác bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình tham gia bầu cử, tập trung phản ánh về công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc triển khai các bước trong quy trình bầu cử gắn với tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị. Thời điểm này, huyện Văn Lâm đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử huyện Văn Lâm vừa chỉ đạo xã Tân Quang và xã Trương Trắc tiến hành sát nhập hai khu vực bỏ phiếu tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh do thời điểm này 1.500 cử tri sinh viên của trường đang được nghỉ học để phòng chống dịch. Toàn huyện còn 89 khu vực bỏ phiếu, huyện cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử trong tình hình dịch COVID-19, trong đó lên phương án cụ thể về tổ chức bầu cử tại khu vực có dịch COVID-19 theo từng trường hợp cấp độ. Ngay cả các điểm bỏ phiếu cấp thôn cũng đã lên phương án kế hoạch tổ chức bầu cử trong trường hợp có dịch xuất hiện trên địa bàn. Chúng tôi dự kiến từ nay đến 23 tháng 5, nếu mà tình hình dịch bệnh ổn định thì chúng tôi vẫn tiến hành theo kế hoạch. Nhưng mà cũng có những cái dự kiến là nếu như tình thế mà đến 23 tháng 5 mà nó có dịch bệnh ở địa bàn thì tôi cũng có những biện pháp trong cái tình huống để khắc phục, để hoàn thành được cái nhiệm vụ.
Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, toàn huyện nhận được 21 đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã. Dự kiến đến ngày 16 tháng 5, toàn huyện sẽ hoàn thành tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Để công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất, tổ bầu cử có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là quá trình kiểm phiếu trong ngày 23 tháng 5. Ở một số địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lần này đã chọn các tổ trưởng thư ký tổ bầu cử là những người sâu sát, có uy tín, đạo đức trong sáng và kinh nghiệm làm nhiệm vụ này trong nhiều khóa. Đã có thâm niên làm tổ trưởng tổ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp 4 lần. Ông Nguyễn Trung Thành ở tổ dân phố Vân An, phường Minh Đức là người nhanh nhẹn, uy tín, có kinh nghiệm cho công tác bầu cử. Để mỗi kỳ bầu cử thành công, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền tới tất cả các cử tri, ông luôn chú ý đến trang trí tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, niêm yết danh sách cử tri, hòm phiếu, bỏ phiếu hợp lý, khoa học. Ngay cả thời điểm phát thẻ cử tri, ông cũng phải tính toán sao cho thẻ đến tay cử tri không quá sớm để không bị thất lạc và cũng không quá trễ để có thể chỉnh sửa kịp thời những thông tin sai sót. Nếu như phát thẻ cử tri sớm thì rất có nhiều trường hợp người ta, một là người ta cho vào máy giặt, người ta quên, người ta giặt hỏng cái thẻ cử tri, hai nữa là người ta để có những chỗ là người ta không nhớ. Nên là chúng tôi là kinh nghiệm là phát thẻ cử tri muộn hơn một chút nhưng mà vẫn đảm bảo trong quy định của luật thì để cho người dân người ta giữ cái thẻ cử tri đảm bảo tốt hơn, tránh cái trường hợp là mất thẻ cử tri hoặc là hỏng thẻ cử tri. Thẻ cử tri này thì thực ra chúng tôi phải đến từng nhà, từng hộ một đưa tận tay và có những cái vật chứng nhận của từng người một. Ông Bùi Xuân Bưởi, thư ký tổ bầu cử số 4, phường Minh Đức đã 4 lần làm thư ký tổ bầu cử. Ông chịu trách nhiệm quản lý tài liệu, phiếu bầu, con dấu, làm biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử. Ông luôn là người kiểm tra kỹ danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu để xác định rõ số cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật, không thể trực tiếp đi bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử ấy, thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền về tiến độ cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Thế và trong cái theo dõi thì chúng tôi có một kinh nghiệm thực tiễn, đó là căn cứ vào cái thẻ cử tri người ta xuất trình ra, chúng tôi đối chiếu với danh sách cử tri và chúng tôi có cái biện pháp đánh dấu để đảm bảo cái việc là không nhầm lẫn và sau đó thì hướng dẫn cử tri thực hiện cái quyền của công dân theo đúng luật. Các bác đây thì là cũng rất có là nhiều kinh nghiệm trong cái công tác là phát thẻ cử tri, lập danh sách cử tri, đôn đốc cũng như là tuyên truyền, giải thích và tiếp nhận là các ý kiến của cử tri phản ánh về danh sách cử tri. Những ngày này, các tổ bầu cử đang tập trung hoàn tất các nhiệm vụ được giao. Dù trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 đang phức tạp, nhưng các tổ trưởng, thư ký các tổ bầu cử đều khẳng định sẽ cố gắng hết sức để ngày hội bầu cử tại địa phương thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, mục ý kiến cử tri hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một số ý kiến kiến nghị của cử tri các huyện Ân Thi, Khoái Châu và Văn Giang về một số vấn đề cử tri quan tâm và kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với cá nhân tôi, làm việc trong môi trường giáo dục, tôi cũng mong muốn rằng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới này sẽ mang những ý kiến, mang những cái tâm nguyện, tâm tư của chúng tôi tới cấp trên, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục để chúng tôi được giao lưu với môi trường cộng đồng quốc tế. Sinh viên ra trường thì được làm việc với các doanh nghiệp tốt, có năng lực và có sự kết nối giữa doanh nghiệp và đơn vị đào tạo để tạo điều kiện cho cái sự nghiệp giáo dục được phát triển bền vững. Tôi cũng rất là quan tâm đến đời sống, văn hóa, tinh thần của nhân dân, đến các lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với cái an sinh xã hội, gắn với bảo vệ môi trường và các cái vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đấy, thì cái đó là cái mà kỳ vọng của các cái đại biểu là phải mang cái tiếng nói của người dân đến các cái tổ chức đảng, tổ chức chính quyền và ở cấp nào thì phải giải quyết thỏa đáng cấp ấy, đừng để tồn đọng. Tôi cũng mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ thực hiện tốt các chương trình hành động đề ra của mình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các cử tri để truyền đạt tới các cấp có thẩm quyền sao cho để xem xét giải quyết các vấn đề
thì qua các chương trình hành động của các ứng cử viên, ngày 23 tháng 5 tới đây, tôi cũng sẽ sáng suốt lựa chọn ứng cử viên bầu vào Quốc hội cũng như là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đáp ứng được nguyện vọng và kỳ vọng của người dân. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất tại các khu cụm công nghiệp, thu hút trên 6,8 vạn lao động. Ngoài ra còn có hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương. Để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, các sở ngành của tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn, tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn lao động, hướng dẫn thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh Việt. Công ty Tây Giang chuyên sản xuất xuất khẩu dao thìa dĩa inox, môi trường làm việc nặng, tiếng ồn lớn và có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nhận thức được vấn đề đó nên nhiều năm nay, ngoài việc quan tâm bảo đảm chế độ ăn, nghỉ, khám chữa bệnh cho người lao động, công ty triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn lao động. Công ty đã ban hành rất nhiều các cái quy trình chính sách mà liên quan đến an toàn vệ sinh lao động. Chẳng hạn như quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, quy trình đánh giá rủi ro tại nơi làm việc, đào tạo định kỳ an toàn vệ sinh lao động cho 6 nhóm theo quy định tại Nghị định 44 năm 2016 của Chính phủ. Tất cả các cái hoạt động này thì đều có sự tham vấn và giám sát của tổ chức đại diện người lao động, cải tiến cái quy trình làm việc. Nhiều các cái máy mà đã được tự động hóa hoặc bán tự động hóa thì chuyên môn hóa. Công ty Yang Quan có trên 2.000 công nhân trực tiếp sản xuất tại hai phân xưởng. Năm 2017, công ty có một trường hợp công nhân mới vào làm việc chưa có kinh nghiệm, trong lúc thực hiện lắp đặt máy lại không được trang bị bảo hộ lao động nên bị điện giật tử vong. Rút kinh nghiệm từ vụ việc trên, công ty bổ sung lắp đặt hệ thống điện, tủ bình khí, chuông báo, biển báo hướng dẫn theo từng khu vực một cách khoa học, thường xuyên hướng dẫn cho người lao động phòng tránh những tai nạn thương tích khi tham gia sản xuất. Sau khi có tai nạn lao động xảy ra thì chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ những quy trình chính sách của nhà máy liên quan đến an toàn và áp dụng toàn bộ những cái biện pháp an toàn cho máy móc cũng như là đối với con người. Vì vậy, những năm gần đây thì chúng tôi không có xảy ra những cái trường hợp mất an toàn trong quá trình sản xuất. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều nhận thức được việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lao động sản xuất là quan trọng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm nghiêm túc thực hiện đúng quy định. Chỉ tính riêng năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn lao động, làm 5 người chết, 18 người bị thương. Qua kiểm tra và giám sát thấy rằng là vẫn còn một số các cái doanh nghiệp, người lao động chưa ý thức và chưa quan tâm đặc biệt đến về cái an toàn lao động, cho nên là một số cái vụ tai nạn lao động vẫn còn xảy ra, mà đặc biệt là đối với cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tháng an toàn vệ sinh lao động trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp, đề nghị các doanh nghiệp trước hết là thực hiện tốt, nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện tốt pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, người lao động yên tâm lao động cũng như góp phần phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc của các ngành chức năng tổ chức cho các đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của nhà nước, của tỉnh về an toàn vệ sinh lao động, thì mỗi doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện ngay việc cải thiện điều kiện làm việc an toàn, nâng cao ý thức, kỷ luật, đảm bảo an toàn khi làm việc của người lao động. Có như vậy mới phòng tránh hạn chế được tai nạn lao động xảy ra. Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức đoàn đi thăm tặng quà cho công nhân người lao động tiêu biểu vượt khó ở một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cử. Đoàn đã đến thăm tặng 150 suất quà cho công nhân người lao động tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cử. Đây đều là những lao động xuất sắc tiêu biểu trong lao động vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được biết, trong tháng, công nhân Liên đoàn Lao động tỉnh có kế hoạch tặng 1.000 suất quà cho các công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn và những lao động tiêu biểu vượt khó trong các doanh nghiệp trên toàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Đoàn xã Tân Tiến, huyện Văn Giang cũng vừa trao tặng số tiền gần 100 triệu đồng để giúp đỡ chị Nguyễn Thị Tiến, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đa Ngưu xây nhà. Gia đình chị Tiến là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm sống trong ngôi nhà rột nát xuống cấp. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Đức mắc bệnh tâm thần kinh. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào lao động chính là chị Tiến. Được biết, đây là số tiền được Đoàn Thanh niên xã Tân Tiến kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài huyện quyên góp giúp đỡ ủng hộ gia đình chị Tiến. Từ số tiền ủng hộ trên, ngày 22 tháng 5 tới đây, gia đình chị Tiến sẽ tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.